Chị, hôm nay mình xin giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm combo chuyên để hát live trên top top, đó là sao card X5 và mic AD808. Chiếc sao card này nó sẽ tính năng là thu lại được những cái video mà mình hát karaoke không bị ảnh hưởng ở bên ngoài, không hát được ra loa đấy. Và thứ hai, tích hợp pin sạc được 3-4 giờ đồng hồ, kết nối được bluetooth và hát karaoke cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ một cái điện thoại bluetooth này, một điện thoại iPad này, hát thử đi nhá. Đường tương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, lên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm muốn ra, bên trước chăng tình xa nhịp thở. Tiền đổi thay khi rũ cơn mê, để chưa xót trên lối về. Thấy hay thì vỗ tay này. Giường trần ai gội niềm cay đắng, những suy tư ký đậm đường thân. Mình còn ai đâu mà để vui, khi chót xa vũng lầy nhân thế. Hay thì vỗ tay. Không ai được cười. Đấy, nguyên bộ này, cả đâu sau cả mic giá cực kỳ bèo. Anh em nào thích thì bình luận nhá, chào anh em nhá.